Mời. Dạ con chào cô. Chào hai chị. À cô chị cứ đem bánh tới ha. À mình qua đây mình chuẩn bị đi. Ở bên đây có cái dĩa. Lấy dĩa này. À mình cô đưa cho chú Tiểu đấy. Cô nhà mình đâu cô? Mỹ Phước 1 ha. Mỹ Phước 1 là trên đây, cũng gần đây, cách đây khoảng 10 cây số. Cái này mình viếng cậu Năm không à, còn ai nữa không cô? Chỉ cậu Năm không ha. Con chào chú. Vậy rồi, cậu nói hôm nay tao muốn lên đâu. Thứ ba mới lên vậy mà hôm nay lên nha. Không mấy ông nào nãy đâu. Ồ. Hả? Hát coi hả chú? Cái mấy ông đó là mới đậu chơi ở phía kia nè. Người khen chị Kim Nga lắm, thích chị Kim Nga ghê ta. Không chờ cũng hái mộ chị Kim Nga luôn à. Chậu hoa sen, hoa sen lên hoa sen. Hoa sen với hoa ly. À, 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương ha. Hôm nay anh Sô hình như không có đến. Cô con lấy cho cô ba cây nhang nha. Con lấy cho cô ba cây nhang. Dạ, dạ được, không sao đâu cô. Em chào cô nha. Cô có đi chung với nhà không? Không, không, không. À, bây giờ 15 mét Bình Dương sẽ đốt hộ cho cô ba cây nhang để cô cầu nguyện cho chú. Sao tắt rồi. Cảm thấy là cả chảy nước mắt luôn á mọi người. Đêm hơi bỏ hả? Em nghe nói chị nghe nha, khi mà cúng gì á mình cũng phải xin đứt tay rồi có gì nghe. Đứt tay mấy này bỏ con cái nó dài.
mèo ở không chị Nga? Trời cũng vừa mặt trời không? Cậu này là ngày xưa cậu còn sống là cậu yêu một mình nè. Tại vì chị Kim đây là hoa đồng tiên chú ý của cậu nữa. Thì cái bông mà đẹp mà cậu thích nhất là bên